Cảm ơn Lệ Thu. Dạ. Cảm ơn anh Khang. Cảm ơn hai vị đã đồng ý tham gia dự án của chúng tôi. Tôi rất có lòng tin là dự án này sẽ thành công. Bất cứ dự án nào cũng vậy, quan trọng là con người. Mấy anh chị này rất khá. Đặc biệt là Phương. Dù gì thì cậu anh cũng đã chỉ định rồi, trước sau thì cũng phải làm thôi. Cho nên là cứ vô chứ đi. Thôi, cạn ly đi. Tôi cũng muốn cảm ơn mọi người. Nếu một mình tôi, chắc chắn không thuyết phục được ông Khang. Bây giờ chúng ta là một team, cùng hỗ trợ lẫn nhau. Cạn ly. Anh Lực, uống tí đi. Tôi không phải tên là Lực. Tôi cũng không có ở đây. Đừng có gọi tôi nữa. Nè, chai rượu này tôi cất một năm rồi đó. Vì anh hôm nay tôi mới khui đó. Nên là tôi phải cảm kích của. Tại sao các người lại hùa nhau, ép người ta làm cái chuyện mà người ta không muốn làm cơ chứ? Ok fine, không muốn thì thôi. Tụi mình uống. Vô. Càng ly. Giá mà có thằng Dũng ở đây thì đỡ biết bao. Từ lúc mà nó đi, tôi mới biết là nó quan trọng với tôi như thế nào. Bây giờ mà bắt tôi phụ trách cốt cho cả cái dự án đấy, không thể nào. Chắc chắn là chỉ có từ chết cho đến nội thương mà thôi. Chị nhận, chị nhận. Cái gì vậy? Nhật Phương à, cô ấy gọi Mạnh Dũng về đi, năn nỉ cô đấy. Người ấy không về ở đâu. Sao vậy? Bộ chia tay thiệt rồi à? Bước nó lại được không? Nhưng mà cô với cả Dũng yêu nhau lâu như vậy rồi, tình cảm sâu đậm, có chuyện gì mà không giải quyết được? Thôi thì coi như là vì dự án lần này, vì team của chúng ta, cô gọi Mạnh Dũng về đi. Chỉ cần có Mạnh Dũng là tôi sẽ không lo bất cứ một cái điều gì. Theo như tôi thấy thì vẫn còn một cách khác á. Cái gì? Đó là anh phải tự tin vào chính mình. Đúng rồi đó. Ý trời. Nghe mày đi. Nhật Phương à, thằng Dũng nó chủ động gọi như vậy là nó có thành ý đấy. Ít nhất cô cũng phải nghe máy xem là nó nói gì chứ. Thôi thì coi như là vì dự án của chúng ta, lần sau nó gọi lại, làm ơn cô hãy nghe máy dùm. Ô, thằng Dũng nó gọi lại thật kìa. Nghe máy đi. Tại sao cô lại tắt máy? Được rồi, cô không nghe cũng được, để tôi gọi cho nó. Nè, thôi đi, đây là chuyện riêng của Phương, anh để tự giải quyết được không? Đắc Lực, ông Khang đã giao cho anh phụ trách phần kỹ thuật của dự án. Anh đừng đụng đẩy cho người khác nữa. Trách nhiệm của anh phải tự handle. Vậy mới là một người đàn ông. Tôi không có muốn làm đàn ông nữa. Làm gì có người đàn ông nào mà vất vả như thế chứ. Thằng Dũng nó gọi lại kìa. Nghe mày đi Phương. Cô. Tao không muốn uống rượu nữa. Trong bụng tao khó chịu lắm. Đi mua chút đồ đây. Đến đi với em. Anh muốn mua nhà tới vậy sao? Bác mong con hiểu cho nó. Hồi nó học lớp 4 thì mẹ nó mất, công việc của bác thì cứ phải đi lại liên tục. Thằng Dũng nó vừa mới quen chỗ nào thì lại phải rời đi ngay. Ngay cả đến bạn thân cũng không có một ai. Bố, tuy là nó không nói ra, nhưng mà thằng Dũng lúc nào nó cũng thèm một cái cảm giác là ổn định.
Bây giờ mới biết đằng sau ý định mua nhà của anh lại có nhiều lý do ẩn chứa đến vậy đó. Thì anh vẫn phải kể cho em nghe chứ. Như vậy mới chia sẻ cùng anh được. Mấy năm nay em tiết kiệm từng đồng một để dành tiền mua nhà cùng với anh. Vậy còn chưa đủ sao? Số tiền nó không nằm trong kế hoạch của tụi mình. Nhưng mà thể nào có cách thôi à. Em đừng có lo. Tôi sẽ giảm cho cô 1 tỷ tiền nhà với một điều kiện. 1 tỷ lần đó. Minh. Đầu này em về em chỉ ở ké vài hôm thôi. Nhà này hả? Sắp bán rồi. Là anh chị bán nhà này để mua nhà mới cho em cưới hả? Chị với anh Hoàng ổn không? Ổn mà, bình thường. Sao em cứ thấy hai người khách sáo với nhau, cảm giác giống như hai người có khoảng cách vậy đó. Trước khi mẹ mất, mẹ cũng dặn anh là phải chăm sóc cho hai chị em. Nhưng mà trừ em ra nha, em muốn được tự lập. Nhưng mà mẹ đã nói là... Đó là ý mẹ muốn, em không muốn đâu. Trong mấy năm qua, em xài hết 1 tỷ 2. Đợt này về á, em sẽ trả lại cho anh số tiền đó. Anh mà không nhận là em giận đó nha. Tụi chị bên nhau 10 năm rồi, tình yêu có sâu đậm đến mấy cũng thành tình thân. Đừng gọi là anh Hoàng nữa, tập gọi là anh rể đi. Hai người còn chưa đám cưới mà. Rồi sẽ cưới thôi. Khai thiệt đi, ông Hoàng đang cua mày phải không? Không hề. Nhìn vào mắt tao. Tao đã nói không hề có gì hết. Hắn ta bị thần kinh á, mày không thấy hả? Nhường ta đi. Nhưng bỏ hết mấy cái ý định ăn uống đi nha. Đau bụng á. Nhưng mà không, nhưng không được đụng tới Phạm Huy Hoàng. À, sao mà không đụng được? Người nhà anh phải trả tiền để ăn, ta cũng chịu. Tôi sẽ giảm cho cô 1 tỷ tiền nhà với một điều kiện. Đâu cướp cổ giết người đâu mà không được. Bữa nay lôi bộ đồ dí ra luôn. Đi hẹn hò phải không? Không có. Định lấy vải thưa mà che mắt Thi này hả? Tao đi coi mắt, được chưa? Chúc mày coi được hàng ngon. Linh về suôn sẻ rồi dùng bền nha. Đi dùng cái. Anh như cô quên là mục đích hôm nay chúng ta đến đây là gì rồi? Thực ra nha, em bản thân cá nhân Nhã Phương khi mà xin xem đó, tôi nói là trời Minh Anh quá, không có một cái lỗi lầm gì cả. Và cả Mạnh Dũng cũng không có một cái lỗi gì hết. Lỗi là tại hai cái người kia. Tất cả những chuyện em làm đều là muốn tốt cho anh em thôi. Em đừng có nói tất cả những chuyện em làm là vì anh hay vì tương lai của chúng ta nữa. Tất cả những gì em làm á chỉ làm cho mình ngày càng xa nhau thôi. Bởi vậy em mới muốn thay đổi nè. Em mua nhà, em bán nhà, tất cả cũng muốn thay đổi tình hình của chúng ta hiện tại đó. Mối quan hệ có vấn đề mới có thể xuất hiện cơ hội mới. Bởi vì ấy, mọi thứ đã nhen nhóm ở bên trong. Nó đã có sự dồn nén ở bên trong rồi. Nó chỉ đợi một lý do nào đó để nó bung ra. Nói chung là chung quy cũng nằm ở chữ chán thôi. Không có một cái chỗ nào để mình mở cái nút thắt. Tự nhiên cái kim nó chích vô cái lỗ đó thì nó sẽ rỉ nước. Và nó không rỉ nhiều, nhưng nó rỉ từ từ. Nhưng kết quả là nó sẽ rỉ hết. Cho nên là khi mà Nhật Phương đến, nó giống như cái kim đâm vô một cái bịch mà nó quá căng, mà nó chỉ mong muốn bục ra lâu rồi á. Em có biết hy sinh đến cuối cùng chỉ khiến cho tình yêu cạn kiệt rồi chết dần chết mòn đến mức không còn là chút gì không? Nếu mà nói công bằng thì thời điểm đó Nhật Phương cũng có một chút rung động. Cái rung động đó khiến cho Nhật Phương phải nhìn lại về tình yêu của bản thân mình. Nếu mà mình thực sự yêu người yêu mình thì tại sao mình có cảm giác rung động và tội lỗi này? Sắp qua đêm với một người đàn ông khác mà vẫn có thể gửi ai cần nụ hôn cho người yêu của mình. Như vậy không hay lắm đâu. Các bạn yêu nhau nhưng mà các bạn phải biết điểm dừng. Các bạn có thể say nắng nhưng các bạn phải nghĩ đến cảm xúc của người kế bên các bạn chứ, đúng không? Và tự nhiên tôi nghĩ là ủa tại sao cái người đàn ông đó họ lạnh nhạt với mình, họ đi theo chạy theo một mối tình khác. Tin em đi, mọi việc em làm đều là vì anh. Khi mà con người ta không còn quá tham vọng về tiền, khi con người ta không còn quá tham vọng về địa vị, thì cái việc mà người ta chỉ mong muốn là sự bình yên á, tự nhiên người ta tìm thấy ở nó nằm ở đâu đó trong một cái thế giới ngoài kia. Tại sao yêu một mối tình 10 năm, hy sinh tất cả vì tình yêu, vì cô ấy nghĩ đó là gia đình của cổ, đó là chồng cổ, và cổ hy vọng mình sẽ xây dựng một gia đình có chồng có con, một gia đình thực sự hạnh phúc, thì tại sao điều đó là sai? Nhà Phương là một phụ nữ khá là truyền thống, cho nên khi Phương đọc những kịch bản của phim mà Phương bị dội á, Phương không chấp nhận, Phương không đồng ý. Phương kêu là tại sao là có những quan điểm nó kỳ cục như vậy, thì đó là Nhà Phương truyền thống. Nhưng khi mà đặt ra mình xem hết tổng quan của bốn nhân vật á,
Thì Phương nói mà mỗi người đều có một lý lẽ riêng. Khi xem phim này Phương không thể nào cho mình một câu trả lời chính xác được. Các bạn hãy xem đi và các bạn, Phương tin là các bạn sẽ có những cái suy nghĩ, luôn luôn có những suy nghĩ lẫn quẩn trong đầu các bạn. Giống như Phương đọc kịch bản Phương chê á, nhưng mà không ngừng suy nghĩ về nó, không bao giờ ngừng luôn á. Phương nói đạo diễn, em nói thiệt luôn, em thấy em chán nhưng mà xong nghĩ sao em cứ nghĩ nó hoài, bị nghĩ hoài. Và Phương tin là mọi người khi xem mình cũng sẽ thấy mình ở đâu đó trong đó. Anh muốn mua nhà tới vậy sao? Bác mong con hiểu cho nó. Hồi nó học lớp 4 thì mẹ nó mất. Công việc của bác thì cứ phải đi lại liên tục. Thằng Dũng nó vừa mới quen chỗ nào thì lại phải rời đi ngay. Ngay cả đến bạn thân cũng không có một ai. Bố, tuy là nó không nói ra nhưng mà thằng Dũng lúc nào nó cũng thèm một cái cảm giác là ổn định. Bây giờ mới biết đằng sau ý định mua nhà của anh lại có nhiều lý do ẩn chứa đến vậy đó. Thì anh vẫn phải kể cho em nghe chứ, như vậy mới chia sẻ cùng anh được. Mấy năm nay em tiết kiệm từng đồng một để dành tiền mua nhà cùng với anh, vậy còn chưa đủ sao? Số tiền nó không nằm trong kế hoạch của tụi mình. Nhưng mà thể nào có cách thôi à, em đừng có lo. Tôi sẽ giảm cho cô 1 tỷ tiền nhà với một điều kiện. 1 tỷ lần đó. Anh Vinh. Đầu này em về em chỉ ở ké vài hôm thôi. Nhà này hả? Sắp bán rồi. Là anh chị bán nhà này để mua nhà mới cho em cưới hả? Chị với anh Hoàng ổn không? Ổn mà, bình thường. Sao em cứ thấy hai người khách sáo với nhau, cảm giác giống như hai người có khoảng cách vậy đó. Trước khi mẹ mất, mẹ cũng dặn anh là phải chăm sóc cho hai chị em. Nhưng mà trừ em ra nha, em muốn được tự lập. Nhưng mà mẹ đã nói là... Đó là ý mẹ muốn, em không muốn đâu. Trong mấy năm qua, em xài hết 1 tỷ 2. Đợt này về, em sẽ trả lại cho anh số tiền đó. Anh mà không nhận là em giận đó nha. Tụi chị bên nhau 10 năm rồi, tình yêu có sâu đậm đến mấy cũng thành tình thân. Đừng gọi là anh Hoàng nữa, tập gọi là anh rể đi. Hai người còn chưa đám cưới mà. Rồi sẽ cưới thôi. Khai thiệt đi, ông Hoàng đang cua mày phải không? Không hề. Nhìn vào mắt tao. Tao đã nói không hề có gì hết. Hắn ta bị thần kinh á, mày không thấy hả? Nhường ta đi. Nhường. Bỏ hết mấy cái ý định ăn uống đi nha. Đau bụng á. Nhưng mà. Không nhưng. Không được đụng tới Phạm Huy Hoàng. À, sao mà không đụng được? Người nhà anh phải trả tiền để ăn, ta cũng chịu. Tôi sẽ giảm cho cô 1 tỷ tiền nhà với một điều kiện. Đâu cướp cổ giết người đâu mà không được. À, bữa nay lôi bộ đồ dí ra luôn. Đi hẹn hò phải không? Không có. Định lấy vải thư mà che mắt Thi này hả? Tao đi coi mắt, được chưa? Chúc mày coi được hàng ngon. Linh về suôn sẻ rồi dùng bền nha. Đi dùng cái. Anh như cô quên là mục đích hôm nay chúng ta đến đây là gì rồi? Thực ra nha, trong bản thân cá nhân nhỏ Phương khi mà Phương xem đó, Phương nói là trời Minh Anh quá, không có một cái lỗi lầm gì cả. Và cả Mạnh Dũng cũng không có một cái lỗi gì hết. Lỗi là tại hai cái người kia. Tất cả những chuyện em làm đây là muốn tốt cho anh em thôi. Em đừng có nói tất cả những chuyện em làm là vì anh hay vì tương lai của chúng ta nữa. Tất cả những gì em làm á, chỉ làm cho mình ngày càng xa nhau thôi. Bởi vậy em mới muốn thay đổi nè. Em mua nhà, em bán nhà, tất cả cũng muốn thay đổi tình hình của chúng ta hiện tại đó. Mối quan hệ có vấn đề mới có thể xuất hiện cơ hội mới. Bởi vì ấy, mọi thứ đã nhen nhóm ở bên trong. Nó đã có sự dồn nén ở bên trong rồi. Nó chỉ đợi một lý do nào đó để nó bung ra. Nói chung là chung quy cũng nằm ở chữ chán thôi. Không có một cái chỗ nào để mình mở cái nút thắt. Tự nhiên cái kim nó chích vô cái lỗ đó thì nó sẽ rỉ nước. Và nó không rỉ nhiều, nhưng nó rỉ từ từ. Nhưng kết quả là nó sẽ rỉ hết. Cho nên là khi mà Nhật Phương đến, nó giống như cái kim đâm vô một cái bịch mà nó quá căng, mà nó chỉ mong muốn bục ra lâu rồi á. Em có biết hy sinh đến cuối cùng chỉ khiến cho tình yêu cạn kiệt rồi chết dần chết mòn đến mức không còn là chút gì không? Nếu mà nói công bằng thì thời điểm đó Nhật Phương cũng có một chút rung động. Cái rung động đó khiến cho Nhật Phương phải nhìn lại về tình yêu của bản thân mình. Nếu mà mình thực sự yêu người yêu mình thì tại sao mình có cảm giác rung động và tội lỗi này? Sắp qua đêm với một người đàn ông khác mà vẫn có thể gửi ai cần nụ hôn cho người yêu của mình. Như vậy không hay lắm đâu. Các bạn yêu nhau nhưng mà các bạn phải biết điểm dừng. Các bạn có thể say nắng nhưng các bạn phải nghĩ đến cảm xúc của người kế bên các bạn chứ, đúng không? Và tự nhiên Phương nghĩ là ủa tại sao cái người đàn ông đó họ lạnh nhạt với mình, họ đi theo, chạy theo một mối tình khác. Tin em đi, mọi việc em làm đều là vì anh. Khi mà con người ta không còn
quá tham vọng về tiền, khi con người ta không còn quá tham vọng về địa vị, thì cái việc mà người ta chỉ mong muốn là sự bình yên á, tự nhiên người ta tìm thấy ở nó nằm ở đâu đó trong một cái thế giới ngoài kia. Tại sao Y một mối tình 10 năm hy sinh tất cả về tình yêu, vì cô ấy nghĩ đó là gia đình của cổ, đó là chồng cổ, và cổ hy vọng mình sẽ xây dựng một gia đình có chồng có con, một gia đình thực sự hạnh phúc. Thì tại sao điều đó là sai? Nhà Phương là một phụ nữ khá là truyền thống, cho nên khi Phương đọc những kịch bản của phim mà Phương bị dội á, Phương không chấp nhận, Phương không đồng ý. Phương kêu là tại sao là có những quan điểm nó kỳ cục như vậy. Thì đó là nhà Phương truyền thống. Nhưng khi mà đặt ra mình xem hết tổng quan của 4 nhân vật á, thì Phương nói mà mỗi người đều có một lý lẽ riêng. Khi xem phim này Phương không thể nào cho mình một câu trả lời chính xác được. Các bạn hãy xem đi, và các bạn, Phương tin là các bạn sẽ có những cái suy nghĩ, luôn luôn có những suy nghĩ lẫn quẩn trong đầu các bạn. Giống như Phương đọc kịch bản Phương chê á, nhưng mà không ngừng suy nghĩ về nó, không bao giờ ngừng luôn á. Phương nói đạo diễn, em nói thiệt luôn, em thấy em chán, nhưng mà xong hiểu sao em cứ nghĩ nó hoài, bị nghĩ hoài. Và Phương tin là mọi người khi xem mình cũng sẽ thấy mình ở đâu đó trong đó. Anh muốn mua nhà tới vậy sao? Bác mong con hiểu cho nó. Hồi nó học lớp 4 thì mẹ nó mất, công việc của bác thì cứ phải đi lại liên tục. Thằng Dũng nó vừa mới quen chỗ nào thì lại phải rời đi ngay. Ngay cả đến bạn thân cũng không có một ai. Bố, tuy là nó không nói ra, nhưng mà thằng Dũng lúc nào nó cũng thèm một cái cảm giác là ổn định. Bây giờ mới biết đằng sau ý định mua nhà của anh lại có nhiều lý do ẩn chứa đến vậy đó. Thì anh vẫn phải kể cho em nghe chứ, như vậy mới chia sẻ cùng anh được. Mấy năm nay em tiết kiệm từng đồng một để dành tiền mua nhà cùng với anh, vậy còn chưa đủ sao? Số tiền nó không nằm trong kế hoạch của tụi mình. Nhưng mà thể nào có cách thôi à, em đừng có lo. Tôi sẽ giảm cho cô 1 tỷ tiền nhà với một điều kiện. 1 tỷ lần đó. Vinh. Đầu này em về em chỉ ở ké vài hôm thôi. Nhà này hả? Sắp bán rồi. Là anh chị bán nhà này để mua nhà mới cho em cưới hả? Chị với anh Hoàng ổn không? Ổn mà, bình thường. Sao em cứ thấy hai người khách sáo với nhau, cảm giác giống như hai người có khoảng cách vậy đó. Trước khi mẹ mất, mẹ cũng dặn anh là phải chăm sóc cho hai chị em. Nhưng mà trừ em ra nha, em muốn được tự lập. Nhưng mà mẹ đã nói là đó là ý mẹ muốn, em không muốn đâu. Trong mấy năm qua em xài hết 1.2 tỷ. Đợt này về em sẽ trả lại cho anh số tiền đó. Anh mà không nhận là em giận đó nha. Tụi chị bên nhau 10 năm rồi, tình yêu có sâu đậm đến mấy cũng thành tình thân. Đừng gọi là anh Hoàng nữa, tập gọi là anh rể đi. Hai người còn chưa đám cưới mà. Rồi sẽ cưới thôi. Khai thiệt đi, ông Hoàng đang cua mày phải không? Không hề. Nhìn vào mắt tao. Tao đã nói không hề có gì hết. Hắn ta bị thần kinh á, mày không thấy hả? Nhường ta đi. Nhưng bỏ hết mấy cái ý định ăn uống đi nha, đau bụng á. Nhưng mà không, nhưng không được đụng tới Phạm Huy Hoàng. À, sao mà không đụng được? Người nhà anh phải trả tiền để ăn, ta cũng chịu. Tôi sẽ giảm cho cô 1 tỷ tiền nhà với một điều kiện. Đâu cướp cổ giết người đâu mà không được. Bữa nay lôi bộ đồ dí ra luôn. Đi hẹn hò phải không? Không có. Định lấy vải thưa mà che mắt Thi này hả? Tao đi coi mắt, được chưa? Chúc mày coi được hàng ngon. Linh về suôn sẻ rồi dùng bền nha. Đi dùng cái. Anh như cô quên là mục đích hôm nay chúng ta đến đây là gì rồi? Thực ra nha, trong bản thân cá nhân Nhã Phương, khi mà Phương xem đó, Phương nói là trời Minh Anh quá, không có việc một cái lỗi lầm gì cả. Và cả Mạnh Dũng cũng không có một cái lỗi gì hết. Lỗi là tại hai cái người kia. Tất cả những chuyện em làm đều là muốn tốt cho anh em thôi. Em đừng có nói tất cả những chuyện em làm là vì anh hay vì tương lai của chúng ta nữa. Tất cả những gì em làm á, chỉ làm cho mình ngày càng xa nhau thôi. Bởi vậy em mới muốn thay đổi nè. Em mua nhà, em bán nhà, tất cả cũng muốn thay đổi tình hình của chúng ta hiện tại đó. Mối quan hệ có vấn đề mới có thể xuất hiện cơ hội mới. Bởi vì ấy, mọi thứ đã nhen nhóm ở bên trong. Nó đã có sự dồn nén ở bên trong rồi. Nó chỉ đợi một lý do nào đó để nó bung ra. Nói chung là chung quy cũng nằm ở chữ chán thôi. Không có một cái chỗ nào để mình mở cái nút thắt. Tự nhiên cái kim nó chích vô cái lỗ đó thì nó sẽ rỉ nước. Và nó không rỉ nhiều, nhưng nó rỉ từ từ. Nhưng kết quả là nó sẽ rỉ hết. Cho nên là khi mà Nhật Phương đến, nó giống như cái kim đâm vô một cái bịch mà nó quá căng, mà nó chỉ mong muốn bục ra lâu rồi á. Em có biết hy sinh đến cuối cùng chỉ khiến cho tình yêu cạn kiệt rồi chết dần chết mòn đến mức không còn là chút gì không?
Nếu mà nói công bằng thì thời điểm đó Nhật Phương cũng có một chút rung động. Cái rung động đó khiến cho Nhật Phương phải nhìn lại về tình yêu của bản thân mình. Nếu mà mình thực sự yêu người yêu mình thì tại sao mình có cảm giác rung động và tội lỗi này? Sắp qua đêm với một người đàn ông khác mà vẫn có thể gửi ai cần nụ hôn cho người yêu của mình, như vậy không hay lắm đâu. Các bạn yêu nhau nhưng mà các bạn phải biết điểm dừng. Các bạn có thể say nắng nhưng các bạn phải nghĩ đến cảm xúc của người kế bên các bạn chứ, đúng không? Và tự nhiên tôi nghĩ là ủa tại sao cái người đàn ông đó họ lạnh nhạt với mình, họ đi theo chạy theo một mối tình khác. Tin em đi, mọi việc em làm đều là vì anh. Khi mà con người ta không còn quá tham vọng về tiền, khi con người ta không còn quá tham vọng về địa vị, thì cái việc mà người ta chỉ mong muốn là sự bình yên á, tự nhiên người ta tìm thấy ở nó nằm ở đâu đó trong một cái thế giới ngoài kia. Tại sao yêu một mối tình 10 năm, hy sinh tất cả về tình yêu, vì cô ấy nghĩ đó là gia đình của cổ, đó là chồng cổ, và cổ hy vọng mình sẽ xây dựng một gia đình có chồng có con, một gia đình thực sự hạnh phúc. Thì tại sao điều đó là sai? Nhà Phương là một phụ nữ khá là truyền thống, cho nên khi Phương đọc những kịch bản của phim mà Phương bị dội á, Phương không chấp nhận, Phương không đồng ý. Phương kêu là tại sao là có những quan điểm nó kỳ cục như vậy. Thì đó là Nhà Phương truyền thống. Nhưng khi mà đặt ra mình xem hết tổng quan của 4 nhân vật á, thì Phương nói mà mỗi người đều có một lý lẽ riêng. Khi xem phim này Phương không thể nào cho mình một câu trả lời chính xác được. Các bạn hãy xem đi, và các bạn, Phương tin là các bạn sẽ có những cái suy nghĩ, luôn luôn có những suy nghĩ lẫn quẩn trong đầu các bạn. Giống như Phương đọc kịch bản Phương chê á, nhưng mà không ngừng suy nghĩ về nó, không bao giờ ngừng luôn á. Phương nói đạo diễn, em nói thiệt luôn, em thấy em chán, nhưng mà xong nghĩ sao em cứ nghĩ nó hoài, bị nghĩ hoài. Và Phương tin là mọi người khi xem mình cũng sẽ thấy mình ở đâu đó trong đó. Anh muốn mua nhà tới vậy sao? Bác mong con hiểu cho nó. Hồi nó học lớp 4 thì mẹ nó mất, công việc của bác thì cứ phải đi lại liên tục. Thằng Dũng nó vừa mới quen chỗ nào thì lại phải rời đi ngay. Ngay cả đến bạn thân cũng không có một ai. Bố, tuy là nó không nói ra, nhưng mà thằng Dũng lúc nào nó cũng thèm một cái cảm giác là ổn định. Bây giờ mới biết đằng sau ý định mua nhà của anh lại có nhiều lý do ẩn chứa đến vậy đó. Thì anh vẫn phải kể cho em nghe chứ, như vậy mới chia sẻ cùng anh được. Mấy năm nay em tiết kiệm từng đồng một để dành tiền mua nhà cùng với anh, vậy còn chưa đủ sao? Số tiền nó không nằm trong kế hoạch của tụi mình. Nhưng mà thể nào có cách thôi à, em đừng có lo. Tôi sẽ giảm cho cô 1 tỷ tiền nhà với một điều kiện. 1 tỷ lần đó. Vinh. Đầu này em về em chỉ ở ké vài hôm thôi. Nhà này hả? Sắp bán rồi. Là anh chị bán nhà này để mua nhà mới cho em cưới hả? Chị với anh Hoàng ổn không? Ổn mà, bình thường. Sao em cứ thấy hai người khách sáo với nhau, cảm giác giống như hai người có khoảng cách vậy đó. Trước khi mẹ mất, mẹ cũng dặn anh là phải chăm sóc cho hai chị em. Nhưng mà trừ em ra nha, em muốn được tự lập. Nhưng mà mẹ đã nói là đó là ý mẹ muốn, em không muốn đâu. Trong mấy năm qua em xài hết 1.2 tỷ. Đợt này về em sẽ trả lại cho anh số tiền đó. Anh mà không nhận là em giận đó nha. Tụi chị bên nhau 10 năm rồi, tình yêu có sâu đậm đến mấy cũng thành tình thân. Đừng gọi là anh Hoàng nữa, tập gọi là anh rể đi. Hai người còn chưa đám cưới mà. Rồi sẽ cưới thôi. Khai thiệt đi, ông Hoàng đang cua mày phải không? Không hề. Nhìn vào mắt tao. Tao đã nói không hề có gì hết. Hắn ta bị thần kinh á, mày không thấy hả? Nhường ta đi. Nhưng bỏ hết mấy cái ý định ăn uống đi nha, đau bụng á. Nhưng mà không, nhưng không được đụng tới Phạm Huy Hoàng. À, sao mà không đụng được? Người nhà anh phải trả tiền để ăn, ta cũng chịu. Tôi sẽ giảm cho cô 1 tỷ tiền nhà với một điều kiện. Đâu cướp cổ giết người đâu mà không được. Bữa nay lôi bộ đồ dí ra luôn. Đi hẹn hò phải không? Không có. Định lấy vải thưa mà che mắt thi này hả? Tao đi coi mắt, được chưa? Chúc mày coi được hàng ngon. Linh về suôn sẻ rồi dùng bền nha. Đi dùng cái. Anh như cô quên là mục đích hôm nay chúng ta đến đây là gì rồi? Thực ra nha, em bản thân cá nhân Nhã Phương khi mà Phương xem đó, Phương nói là trời, Minh Anh quá không có một cái lỗi lầm gì cả. Và cả Mạnh Dũng cũng không có một cái lỗi gì hết. Lỗi là tại hai cái người kia. Tất cả những chuyện em làm đều là muốn tốt cho anh em thôi. Em đừng có nói tất cả những chuyện em làm là vì anh hay vì tương lai của chúng ta nữa. Tất cả những gì em làm á, chỉ làm cho mình ngày càng xa nhau thôi. Bởi vậy em mới muốn thay đổi nè. Em mua
mua nhà, em bán nhà, tất cả cũng muốn thay đổi tình hình của chúng ta hiện tại đó. Mối quan hệ có vấn đề mới có thể xuất hiện cơ hội mới. Bởi vì ấy, mọi thứ đã nhen nhóm ở bên trong. Nó đã có sự dồn nén ở bên trong rồi. Nó chỉ đợi một lý do nào đó để nó bung ra. Nói chung là Trung Quy cũng nằm ở chữ chán thôi. Không có một cái chỗ nào để mình mở cái nút thắt. Tự nhiên cái kim nó chích vô cái lỗ đó thì nó sẽ rỉ nước. Và nó không rỉ nhiều, nhưng nó rỉ từ từ. Nhưng kết quả là nó sẽ rỉ hết. Cho nên là khi mà Nhật Phương đến, nó giống như cái kim đâm vô một cái bịch mà nó quá căng, mà nó chỉ mong muốn bục ra lâu rồi á. Em có biết hy sinh đến cuối cùng chỉ khiến cho tình yêu cạn kiệt rồi chết dần chết mòn đến mức không còn là chút gì không? Nếu mà nói công bằng thì thời điểm đó Nhật Phương cũng có một chút rung động. Cái rung động đó khiến cho Nhật Phương phải nhìn lại về tình yêu của bản thân mình. Nếu mà mình thực sự yêu người yêu mình thì tại sao mình có cảm giác rung động và tội lỗi này? Sắp qua đêm với một người đàn ông khác mà vẫn có thể gửi ai cần nụ hôn cho người yêu của mình. Như vậy không hay lắm đâu. Các bạn yêu nhau nhưng mà các bạn phải biết điểm dừng. Các bạn có thể say nắng nhưng các bạn phải nghĩ đến cảm xúc của người kế bên các bạn chứ, đúng không? Và tự nhiên tôi nghĩ là ủa tại sao cái người đàn ông đó họ lạnh nhạt với mình, họ đi theo chạy theo một mối tình khác. Tin em đi, mọi việc em làm đều là vì anh. Khi mà con người ta không còn quá tham vọng về tiền, khi con người ta không còn quá tham vọng về địa vị, thì cái việc mà người ta chỉ mong muốn là sự bình yên á, tự nhiên người ta tìm thấy ở nó nằm ở đâu đó trong một cái thế giới ngoài kia. Tại sao yêu một mối tình 10 năm, hy sinh tất cả về tình yêu, vì cô ấy nghĩ đó là gia đình của cổ, đó là chồng cổ, và cổ hy vọng mình sẽ xây dựng một gia đình có chồng có con, một gia đình thực sự hạnh phúc. Thì tại sao điều đó là sai? Nhà Phương là một phụ nữ khá là truyền thống, cho nên khi Phương đọc những kịch bản của phim mà Phương bị dội á, Phương không chấp nhận, Phương không đồng ý. Phương kêu là tại sao là có những quan điểm nó kỳ cục như vậy. Thì đó là Nhà Phương truyền thống. Nhưng khi mà đặt ra mình xem hết tổng quan của bốn nhân vật á, thì Phương nói mà mỗi người đều có một ý lẽ riêng. Khi xem phim này Phương không thể nào cho mình một câu trả lời chính xác được. Các bạn hãy xem đi và các bạn, Phương tin là các bạn sẽ có những cái suy nghĩ, luôn luôn có những suy nghĩ lẫn quẩn trong đầu các bạn. Giống như Phương đọc kịch bản Phương chê á, nhưng mà không ngừng suy nghĩ về nó, không bao giờ ngừng luôn á. Phương nói đạo diễn, em nói thiệt luôn, em thấy em chán, nhưng mà xong hiểu sao em cứ nghĩ nó hoài, bị nghĩ hoài. Và Phương tin là mọi người khi xem mình cũng sẽ thấy mình ở đâu đó trong đó. Điều gì có thể làm ta đau hơn khi đến cuối chỉ bước đi mình ta? Điều gì có thể làm ta vui lên khi đến cuối? Nếu tôi có thể là người đàn ông của em, tôi sẽ trân trọng em cả đời. Tôi muốn tương lai của tôi và anh Dũng tốt hơn, vì vậy nên tôi chấp nhận hy sinh. Tại sao phụ nữ các người ai cũng giống nhau vậy? Cứ nghĩ hy sinh là vĩ đại lắm hả? Em có biết hy sinh là sự trói buộc không? Em có biết hy sinh đến cuối cùng chỉ khiến cho tình yêu cạn kiệt rồi chết dần chết mòn đến mức không còn là chút gì không? Hủy giao dịch. Tôi không bán nhà nữa. Tụi mình sắp có nhà mới luôn rồi, nhà xịn luôn đó. Nghe máy đi, anh đang làm gì vậy? Dần đi xa dần phai nhòa. Một ký ức xưa quá dở dang, hai tâm trí này quá ngổn ngang. Đừng cố nuôi dưỡng một thứ đã đánh mất từ đầu, lãng quên trong cơn mưa cuối ngày. Ta cứ trầm mặc rồi lại vụt mất nhau. Và rồi giờ hai ta đã dần đi xa dần phai nhòa. Một ký ức xưa quá dở dang, hai tâm trí này quá ngổn ngang. Đừng cố nuôi dưỡng một thứ đã đánh mất từ đầu, lãng quên trong cơn mưa cuối ngày. Ta cứ trầm mặc rồi lại vụt mất nhau. Ta cứ trầm mặc rồi lại vụt mất nhau.